Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn thêm vài gốc mai nữa chủ vườn đang kêu bán nha bạn. Gốc này gốc đầu tiên. Gốc này gốc mai tàn các bạn ơi. Nhìn từ xa cái tàn rất là đẹp bạn. Tàn tàn đào vậy. Bộ đế thì hơi bị khủng các bạn. Nói chung video này là ba gốc nha bạn. Gốc này gốc đầu tiên. Trong ba gốc này có một gốc khủng các bạn. Bây giờ mình quay từ gốc một gốc cho các bạn xem. Gốc khủng này nằm ở huyện Cai Lậy các bạn. Hoành trên 110 các bạn. Xíu nữa mình quay cho các bạn cùng xem. Cái này nổ quá tài các bạn ơi. Tàn rất đẹp. Tàn thiên nhiên. Chiều cao nó khoảng từ đế đỉnh tàn nó trên 3 mét nha các bạn. Tàn ngang nó khoảng 3 mét rưỡi. Đây là chi cành bên trong các bạn. Rất là đều. Một thân một cốt luôn các bạn. Nó xây tàn rất là đều các bạn. Anh em xem rồi cho mình nhận xét bên dưới gốc mai này các bạn. Đây là bộ đế nha các bạn. Bộ đế hay bị vip các bạn. Mình sẽ đi chung quanh tất cả các mặt cho các bạn cùng xem. Cái này hoành 6 mấy nha các bạn. Tại trong vườn này nhiều quá, số lượng nhiều quá nên mình không có đo xẻ bạn ơi. Anh em mà thiện chí thì mình liên hệ trực tiếp với chủ cây nha bạn. Mình có để số điện thoại chủ cây trên tiêu đề đó. Anh em tham khảo rồi mình liên hệ để biết thông tin mỗi cây sẽ như thế nào bạn. Giá cả ra sao. Nãy lên khoảng 4 tấc nó xây tàn các bạn. Tàn rất là đều. Bộ đấy đều tất cả các mặt luôn. Hơi bị quái á. Rễ nó cũng khá to nha bạn. Xíu nữa mình quay gốc mai khủng trong cái vườn này cho các bạn cùng xem. Bộ đế hơi bị đỉnh nha bạn. Đây là gốc tiếp theo bạn ơi. Gốc này là hơi bị vip nha các bạn. Mai khủng. Vườn mai này nằm ở huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang các bạn. Anh em quan sát rồi cho mình nhận xét nha các bạn. Cái thân này nãy mình có đo là hoành trên 1m1 nha các bạn. 110 á. Trên 110. Tàn tán đã tạo rồi bạn ơi, đều luôn. Anh em xem rồi nhớ cho mình một lượt like và một lượt đăng ký nha các bạn. Mình đăng video vào lúc 18 giờ chiều hàng ngày đó. Anh em nhớ đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình đăng. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ kênh của mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn những video hay hay hơn nữa để chia sẻ đến cho các bạn cùng xem với mình nha. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chiều cao của gốc mai khủng này là từ đế đến tàn nó khoảng trên 3 mét nha bạn. Tàn ngang nó khoảng 3 mét rưỡi. Đây là cái thân các bạn. Nó lên khoảng
3 tấc bạn ơi, mà nó xoay tàn, nó ra 6 nhánh. 6 nhánh, nhánh này nó lấy rất là to các bạn. Hoành khoảng 50 năm mấy á. Bộ đế thì ghế thì hơi bị khủng các bạn. Ghế nào ghế nấy là hoành có 30 các bạn. Rất là to. Gốc này là bông bao đẹp nha bạn. Cái thân các bạn. Khi qua điện thoại bạn nhìn thấy nhỏ nhưng mà nếu mà thực tế bạn nhìn ngoài á rất là lớn, nhìn rất là lực các bạn. Hùng hồn lắm. Mấy cái tay cành lên nó cũng nó đều các bạn. Đều gan luôn. Nhánh nào cũng bằng nhau chứ. Rất là khỏe. Gốc này có vô lưu luôn nha các bạn. Mình có để số điện thoại của chủ cây trên tiêu đề đó, anh em mạnh dạn mà liên hệ nha. Giá cả thì mình thương lượng với chủ cây. Sáu nhánh các bạn. Phong thủy là 6 nhánh lộc các bạn. Từ thân lên khoảng 3 tấc đâm ra 6 nhánh các bạn. Bộ đế thì đế đại luôn. Rồi qua góc tiếp theo bạn ơi. Góc này chiều cao tôi để đỉnh tàn nó khoảng trên 3 mét nha các bạn. Tàn ngang nó khoảng 3 mét. Một thân một cốt luôn bạn. Tàn tán thì đã tạo rồi. Đã chỉnh sửa các bạn. Mình thấy cũng tương đối đều nè. Hoành của gốc này là sáu mấy 70 vậy các bạn. Mình không có đo cụ thể được các bạn ơi. Anh em thông cảm, anh em nào mà thật sự thiện chí thì mình đến tại vườn, không thôi mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại chú cây các bạn. Bộ đế thì mình thấy rất là quái các bạn. Ghế là rất là to. Tất cả đều có vô lưu hết nha các bạn. Bộ đế đại luôn bạn ơi. Rất là quái. Mặt bên đây rất là dữ bạn, bên kia nó hơi thiếu vài ghế. Nếu mình có vài ghế nào là gấu mai này đỉnh luôn các bạn. Con ghế này bị sâu bạn ơi, đang liền thẹo lại đó. Hai mấy cái ghế sau này là rất là lớn, làm như con thú các bạn. Nó có hai cái chân trước đó, bỏ hai chân trước ở sau là có mấy chân với đuôi sao, rất là vip. Đây là trong vườn của anh Ân nha bạn, còn rất nhiều gốc các bạn ơi. Anh em nào mà thiện chí thì mình đến tại vườn mình xem các bạn, thế nào mình cũng chọn được gốc để về mình chơi các bạn ơi. Gốc này thất bonsai bạn, thấy bộ đế rất là hơi bị quái các bạn, nó một chùm ở dưới bạn. Thấy cũng hay hay. Còn rất nhiều nha bạn. Nói chung mình quay không không hết nổi bạn ơi. Số lượng nhiều lắm, quay cả ngày chưa hết nữa. Góc nào bông cũng đẹp hết đó bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Anh em nhớ đón xem những video mới nhất của mình vào lúc 18 giờ chiều hàng ngày trên kênh YouTube Dư Hữu Thắng nha bạn. Bằng cách là anh em đăng ký kênh để xem các bạn, để không bỏ lỡ những video nào. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn.